Chữ mà đúng là 571 nè. Dạ xin chào chị. Mày mà cũng đau à? Mày là ít đau nhất rồi, em dễ nặng đó. Đau hơi hồi hộp bây giờ tim.
là nhẹ nhàng là thoải nhất rồi đó. Chị chờ chờ em xíu, Cố gắng nha, cố để gắng tập giờ, giờ để chị đang ngoài. Hít sâu đi, hít sâu thở từ từ. Đừng tập trung quá. Chưa nặng bụng bọc mà ra thôi, nặng bụng bọc cái xỉu.
ly hồi nãy thấy là ly ly sai đó, cũng không không để ý luôn. Hơi đau này là gần anh có đau này, đau hơn chỗ khác.